Xin chào quý anh chị và các bạn. Trong cái video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba cái mẹo rất là hay giúp cho cái công việc giặt giũ của chị em trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Cái mẹo thứ nhất đấy là chúng ta bỏ cái khăn ướt vào máy giặt. Khăn ướt có thể giúp bạn loại bỏ sơ vải trên quần áo. Nó hoạt động như một cái vật hút hết các cái sơ vải, lông và các cái tóc. Thả một cái tờ khăn ướt vào máy giặt sẽ giúp bạn tiết kiệm cái thời gian ngồi nhặt những cái sợi lông, sợi tóc, sơ vải bám trên quần áo. Và bạn nên sử dụng loại cái khăn ướt dày để chúng không bị tả hoặc là nát trong cái quá trình sử dụng. Và để kiểm tra xem khăn ướt có đủ cái độ dày hay không thì bạn có thể dùng tay xé thử. Nếu khăn không bị rách là được. Và bạn chỉ cần sử dụng tối đa là 3 cái tờ khăn ướt cho một lần giặt là có thể đạt được cái hiệu quả như mong muốn rồi. Và cái mẹo thứ hai là chúng ta bỏ 2 chai nước vào máy giặt. Cách làm này sẽ giúp quần áo sạch hơn và không bị nhầu. Tức là bạn chỉ cần cho quần áo vào máy, sau đó là đặt 2 chai nước vào bên trong. Và cái nắp chai không nên vặn quá chặt mà nên nới lỏng một chút để có thể là thay đổi cái hướng của nước, làm cho nước trong máy giặt làm việc hiệu quả hơn. Và cái thứ ba là chúng ta bỏ đá lạnh vào máy giặt. Cách làm này thích hợp với cái loại máy giặt có cái tích hợp chế độ sấy, hoặc là nếu bạn có máy sấy quần áo cũng có thể dùng cái cách này. Trước khi bắt đầu sấy quần áo, bạn hãy cho 3 viên đá lạnh vào trong máy, chọn chế độ sấy cao trong khoảng 5 phút. Nếu không muốn dùng viên đá thì bạn có thể thay thế bằng một chiếc khăn bông ẩm. Bạn sẽ bất ngờ vì kết quả. Sau khi lấy quần áo ra khỏi máy, sức nóng của máy kết hợp với cái hơi nước từ đá hoặc là cái khăn ẩm sẽ làm thẳng các nếp nhăn trên trang phục. Không cần mất công là ủi, quần áo của bạn sẽ tự phẳng lì. Đấy là ba cái mẹo nhỏ khi mà giặt giũ. Và cái điều này cũng sẽ là rất bất ngờ vì cái lợi ích quá tuyệt vời. Và các bạn hãy thử làm thử thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích từ cái việc này. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích hơn. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo của chúng tôi.